trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phương, thì em cũng chia sẻ cái câu chuyện của em là em quan tâm cái vấn đề mà giảm cân khoảng tầm khoảng 3 tháng nay. Thì nói chung câu chuyện gia đình của mình buồn thì cũng không ai muốn mà để ra ngoài cho mọi người biết, mọi người cười. Thì nhân ngày 10 tháng 10 đó, Quốc tế Phụ nữ đó, thì ông xã em dẫn em đi mua điện thoại mới. Xong rồi ông xã em mới sử dụng lại cái điện thoại cũ của em, mà ông xã em không biết là em có cài tất cả những ghi âm trong đó. Thì khi mà vô tình thôi, thì em nghe được những cái đoạn thoại mà ông xã em lại quan tâm tình cảm với một người phụ nữ khác. Em âm thầm em theo dõi 3 ngày. Thì nói chung ngày nào cũng gọi hết, gọi một cuộc 10 mấy 20 phút không mà. Mấy anh chị biết là em rất là buồn. Thì khoảng 3 tháng nay là em quan tâm đến, nói chung là em lên trang mạng, em quan tâm đến những cái gì đẹp, những cái gì em muốn cải thiện mình, em muốn hoàn thiện mình, em muốn thay đổi mình. Nói chung là em rất là buồn đó. Dạ. Em bế tắc hoàn toàn. Dạ, em cũng cảm thấy là cái Korea này á, là cái chương trình giảm béo mà chị em phụ nữ nên tin tưởng, tại em thấy những cái ca rất là thành công. Dạ, em cũng muốn mình được như vậy. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Dạ, em cũng xin chúc cho chị là có nhiều động lực và nhiều mạnh mẽ hơn trong cuộc sống nhé.